Rồi, đi ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Wow. Mommy, it's the same box already, mommy. Ok, nhưng mà mẹ hỏi nè, ai cho con cái bánh này đây? Hả? Mẹ ơi, dùng cái đây nè. Con bỏ con cái vô trống hả? Dạ. Rồi, sao nữa? Sao nữa? Hồi nãy nè, bây giờ kìa, đó kẹo ăn mà sao, tại sao làm vậy? Thôi hư rồi, hư. Đây đây, mẹ coi này, coi mẹ coi này. Đem dục, đem dục, không có cho ăn. Thôi đem dục, không ăn nữa. Ai mượn con dúng vô cát làm chi? Sao vậy, sao con đi con buồn vậy? Mẹ dục kẹo con hả? Rồi con giờ con ngồi con buồn hả? Buồn sao? Con buồn sao? Hồi nãy nói cho cô chú nghe, hồi nãy con đi gặp ai? Đâu gặp Adri nào xạo, gặp ai? Gặp ai? Gặp bà bãi nào? Gặp ai? Gặp mi gì? Mia. Mia với ai? Gì gì? Dì Nhi. Dì Nhi, đúng rồi. Rồi mình gặp ai nữa? Nhi. Gặp ai nữa? Gặp cô gì? Cô em này. Đúng rồi, à, cô nào nữa? Cô em này. Rồi cô nào nữa? Có cái cô nào Min chơi với con? Có cô nào Min không? Cô quýnh con tùm lum luôn hả? Trong tiệm Ngọc có cái hồi sáng này, hồi nãy là đi đi gặp chị Nhi, hẹn hai đứa hẹn chở chị Nhi chở con, chị Ngọc chở con Chay đi ra tiệm để thăm mấy chị hồi đó làm chung á. Mà cái chị chủ tiệm á thì chỉ cưng Chay, mà chỉ cưng cái kiểu mà cưng chị quýnh á, mày lại đây tao, mày sao mày già quá rồi này kia, cái quýnh vậy đó. Cái nó nhìn Ngọc, con Chay nó nhìn Ngọc, mà quýnh cái con Chay nó nhìn Ngọc, nó nói mẹ she so mean to me, có nghĩa là mẹ cô đó cổ giữ với con quá. Cô đúng rồi, mean có nghĩa là giữ đúng không? She so mean to me là mẹ cô đó cổ giữ với con quá, cổ quýnh con hoài. Nói vậy á. Rồi á hả, nó đưa nước sơn cho cô, sơn móng tay cho nó. Ấy khoe cô chú móng tay mẹ sơn coi, móng tay đây nè, đó móng tay sơn nhiều màu lắm nha cô chú nha. Xong rồi cái hả, nó lấy cái chai nước sơn màu xanh, nó đưa cho cái cô đó sơn cho nó. Xong rồi cái hả, cái nó xè bàn tay ra, cái cô đó cặp chai nước sơn, cái mà trên cái móng tay chay đã có màu sơn rồi, là có màu đỏ với màu hồng rồi này kia, ngọc sơn á. Cái nó xè bàn tay ra, cái cô tính cái chị đó tính sơn lên móng tay nó màu xanh á. Cái nó nói gỡ cái này la, có nghĩa là nó kêu là lấy cái đồ á chùi cái nước sơn cũ đi rồi mới được bỏ lên cái nước sơn mới. Ở ngăn phải không? Nó nói lấy cái này la, cái cổ này không có lấy ra, sơn thẳng lên luôn đi chứ không có lấy ra. Cái nó không chịu, không lấy ra là nó không chịu sơn tay á, có thấy ghê nó không? Chạy ơi chạy, cái đó dơ quá con ơi, dơ. It's so dirty. Ôi, no, không có chơi đó, dơ quá. It's really dirty up there. Chạy ơi chạy, chiếc thuyền nhà mình đâu rồi? Thuyền nhà mình đâu rồi? Ai ăn cắp mất tiêu rồi? Ai lấy mất tiêu thuyền nhà mình rồi? Chết rồi. Adri lấy hả? Adri lấy rồi nào? Con có thấy Adri lấy không? Lấy làm sao? Thì Adri cất ở đâu, chỗ nào? Hả? Adri sao vậy đó hả? Adri lấy vậy đó hả? Nhưng mà con không có được đứng ở đây dơ. Coi nè, coi mấy cái rong rêu rồi chứ, vô giặt vô bờ dơ dễ sợ không? Này mà có mấy cái bồ cào rồi đó, cào lên thôi. Chay chay ở đó dơ. Thôi đi vô ghê quá, chay đây dơ quá. Mấy con vịt nó làm đó, mấy con vịt mà con cho nó ăn đó là nó làm ở trên dơ ở trên đó đó. Đi đâu? Con muốn vô Audrey hả? Nó đọc cái chữ Audrey nó đọc cũng điệu nữa. À con muốn tới cái nhà của Audrey, con gõ cửa hả? Mở cửa cho Chay luôn. À mở cửa cho Chay luôn hả? Nó nói con muốn vô knock 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 Audrey. Có nghe
có nghĩa là muốn vô gõ cửa nhà Audrey đó. Cái chữ Audrey nói điệu lắm nha, người ta nói nó Audrey không Audrey điệu lắm. Oh, her name is Audrey. Ok, Halloween đâu, chỉ cô chú coi Halloween đâu. Rồi đó, ngồi ngồi quay lại chụp tấm hình cười cười bên Halloween cho cô chú coi. Rồi chụp tấm hình coi, cười chi làm kiểu, làm kiểu sao, làm số 2 sao, làm số 2 sao. You are done. Nó nói không là nó làm xong rồi đó. Bây giờ Audrey không có nhà đâu. Audrey với mẹ Audrey đi làm rồi. Không sao. Ờ không có nhà. Đây nè, mấy cái này là con với lại Audrey vẽ nè. Đó. Con muốn cái môi mẹ ơi. Hả? Con muốn mua mẹ ơi. Con muốn mua đồ vẽ phải không? Con muốn này luôn. Con muốn này luôn hả? Không có sơn. Đúng rồi, còn không có sơn luôn. Công nhận mấy cái trái bí này nó rẻ ghê các bạn. Trái bí này 10 đồng, bự chà bá lửa vậy đó mà 200 mấy chục ngàn là các bạn thấy rẻ không? All you have only dreaming. I hát ở whole new world hay nhất. Chay hả? Ai hát hoa nở không màu hay nhất? Mẹ. Đúng rồi. Đồ chơi gì á? Đó, cái đó là con vẽ đó chứ ai. Đem cái đó về nhà mình đi. Đem cái đó về nhà mình đi. Không. Sao hả? Cái đó con vẽ. Bỏ ở đây hả? Con vẽ đó, cái này con vẽ nè, đẹp quá, chơi vẽ đẹp ghê. Chơi vẽ rainbow phải không? Yeah. You did a very good job chị đi. Wow, lần đầu tiên con vẽ mà con được vẽ được như vậy là con vẽ đẹp lắm luôn á. Hay lắm á. Mẹ, mẹ thấy như vậy rất là sáng tạo. Why already, mommy? Hả? It's why already. Ồ, cái màu bị khô hả con? Nó nói cái màu bị khô rồi đó cô chú. Nè cô chú coi. À, màu bị khô à. No, cái này là con làm luôn nè, con thấy đẹp ghê không chay? Nè, cái này cũng chay làm luôn nè cô chú nè. Đó. Này chay làm nè, cái này. Không, cái này là không phải Audrey, cái này là ai ta? Audrey. Ờ, hình như là Audrey á. Con này. Đúng rồi, đẹp quá luôn con. Mà lần đầu tiên mà con ngồi con vẽ được một cái màu lên vậy là mẹ thấy mẹ rất tự hào vậy con luôn á. Ừ, con muốn cầm hả? À, con muốn cầm trái bự trái nhỏ luôn hả? À, con để gần nhau hả? Ừ, bị careful con ơi. Ủa, cái trái bí này bị hư rồi hả? Ồ, trái bí này bị hư rồi chay ơi. Ôi, hư sớm dữ trời chưa. Trời trời, hết hồn nó cây. Trời ơi, tự nhiên đâu bay lại làm hết hồn vậy. Sao ạ? Dâm mì hả? Trời ơi, lý mà nào mà nó biết cái đó ngon mà nó nói dâm mì. Nó nói dâm mì có nghĩa là ngon đó cô chú. Is it not yummy? Hái là ký. Có mấy trái bí đó con đếm cho mẹ coi mấy trái. Ờ, có một trái nữa hả con? Rồi cho Lucky chơi đi. Trục móng tay đẹp quá. Lucky đâu mua Trung Quốc nè. Ai sao móng tay con á? Ớn thật chứ. Con không có thịt. Hả? Không có pin cái nhà hôn nhà luôn. Cái gì? Ông cầm món chàm đi hai đất. Ủa? Ủa sao? Thì cái mà ông mình sao? À ha, ấy là con nói con sẽ cầm về nhà. Xong rồi cái Audrey về, Audrey không thấy cái này. Audrey sẽ hỏi là ủa, cái trái bí màu cam đâu đúng không? Ừ. Đúng rồi, hiểu rồi. Trời ơi, bởi tự sáng tế. À, con đem giấu luôn, phải không? Dạ. Rồi, hiểu rồi. Mẹ chúng mẹ ơi.
Chốt rồi sao? Mấy cầm rồi, mấy cầm giấu cho con nha. Rồi, rồi giấu mà nó giấu mà nó trốn. Nó ý là nó cô chú hiểu câu chuyện chưa? Gì? Này. Rồi. Ý là nó nói là nó đem về nhà cái xong ai trì về ai trì nó ủa, cái trái bí màu cam đâu rồi? Cái bí màu bây giờ cô lấy hết trái đâu luôn hả? Ủa mà tự nhiên mình đem về nhà mình để làm cái gì ta? Bỏ đây. Ừ nhưng mà mình đem về nhà mình bỏ mấy đây, mẹ ơi. Mình đem về nhà mình mấy cái này để làm cái gì vậy? Bỏ đây. Bỏ đây phải không? Đây nè, cầm đây luôn. À im lặng, im lặng, im lặng. Ủa? Ừ đúng rồi, để A Trì về, A Trì ủa, đâu mất tiêu rồi, đúng rồi. Cầm này luôn. À cầm này luôn. Trời ơi ăn cắp mà cũng có kế hoạch quá ha. Cầm này luôn. À cầm này luôn, đúng rồi. Để A Trì về, A Trì ủa. Chi vậy? Cầm này. À con cầm điện thoại cho mẹ để mẹ cầm cái đó đó hả? Rồi con cầm con quay mẹ nha. Rồi con cầm quay mẹ đi. Nó nói mẹ mẹ mày để con cầm điện thoại cho mẹ rồi mẹ kêu mẹ cầm cái này. Thôi khô mà con. Lucky nè mẹ ơi. Rồi Lucky sau lưng mẹ nè. Ok mẹ ơi. Đi. Đi rồi con quay mẹ đi đi con quay cầm cái camera quay mẹ đi. Rồi đi 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 chạy về nhà giấu nha. Hả? Chạy về nhà giấu nha. Rồi con quay mẹ đi, con quay mẹ đi. Con muốn cái ăn. Con muốn ăn nào? Con muốn ăn này. Quay mẹ cho cô chú coi kìa. Con muốn ăn này mẹ ơi. Con muốn ăn này phải không? Dạ. Về nhà mẹ gọt cho ăn nha. Rồi dạ. Mẹ mẹ, để con cầm điện thoại cho mẹ. Rồi để mẹ đi, mẹ cầm này ha. Cô chú có thấy mẹ không? Để điện thoại cao lên đàng hoàng. Đúng rồi, khi mà con quay con phải nhìn vô cái camera chứ con không được nhìn mẹ, hiểu không? Ơ xe Archie, ủa? À, Archie sẽ nói ủa, đúng rồi. Dạ, A Trì mất tiêu rồi. A Trì mất tiêu rồi, đúng rồi. Mà con nhớ là giấu kỹ kỹ nghe chưa? Giấu mà không kỹ là... Ê, nhìn camera. Giấu mà không kỹ là A Trì sẽ thấy là mình đang cắp đồ của A Trì đó. Nhưng mà cái này mình có lấy luôn. Cái này mình có lấy luôn hay là một chút nữa mình giỡn chơi thôi mình trả lại. Mày để đâu? Mày giấu rồi, mẹ ơi. Để đây nè, nhưng mà mình để đây một chút nữa mình trả lại nha. Yeah. Mình chỉ chọc A Trì chơi cho vui thôi ha. Yeah. Đó đúng rồi. Mình chỉ chọc A Trì chơi cho vui thôi chứ mình lấy cái nàng chi nhà mình có rồi mà, đúng không? Con nói là con chỉ chọc A Trì thôi đúng không? Chút nữa A Trì về A Trì nói ủa, nó mất tiêu rồi. Rồi A Trì sẽ đi kiếm cái chai nó nè nè. Hồi nãy chai mượn chai đem về nhà chai chơi một chút ha. Dạ con muốn quên con chèn. Mình cứ chút nữa trả lại cho A Trì nha. Chứ mà A Trì mất cái này là A Trì sẽ rất là buồn. A Trì sẽ khóc hu 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 hu. Mà mình đâu có muốn điều đó đâu đúng không? Dạ. Đúng rồi, mình chỉ giỡn thôi mà. Nhà mình cũng có nên mình không có cần lấy. Ê, chơi cười mẹ ơi. Hả? Chơi cười hả? À đúng rồi, chơi khóc, A Trì khóc với chơi cười hả? À là chơi chọc được A Trì rồi phải không? Trời ơi, bà có khiếu hài hước kia chưa? Bà nói A Trì khóc và bà nói bà chơi cười mẹ ơi. Rất là hài hước nha chơi nha. Chơi hay quá nha. Mẹ chơi con. Mẹ chơi con, ok. Nhưng mà nhớ nha chưa, nhớ là một chút nữa đây nè. Một chút nữa mà A Trì đi về á, con sẽ nắm tay A Trì lại nhà mình. Nói A Trì ơi, A Trì, hồi nãy A Trì không có nhà. Chơi đem bí của A Trì lại nhà chơi giấu á. Cái con làm bộ con cười a hi hi. Con nói đi a hi hi. Nói lớn lên. A hi hi. Đúng rồi. Ừ. Ai hi hi. Bà diễn là làm diễn biến câu chuyện rồi bà làm hồi hộp không? Mẹ em ơi. Lấy về cái A Trì sẽ nói ủa. Cái trái bí màu cam đâu rồi? Ồ cái mùi gì thơm dữ ta? Mùi gì thơm dữ hả? Con hửi được mùi thơm đó không? Mùi gì thơm dữ con? Hả? Ồ cái cây hoa này con hửi tươi hoa thơm không chay? Cái gì chay? Ủa làm gì vậy? Ồ con đi hửi giống như con chó vậy hả? À đúng rồi nó đang đi hửi đó cô chú. Trời ơi trời ơi. Tôi chịu đời không thấu với con tôi rồi. Trời ơi. Nó đi hửi đó cô chú, nó đi kiếm thức ăn đó. Con gì bò giống vậy? Con đó là con gì á? Pluto. Con gì? Con Pluto. Ồ Pluto là con gì? Tiếng Việt là con gì? Nói cô chú nghe. Con gì? Con chó. Đúng rồi. À con chó nó bò vậy à? Trời ơi, cô chịu đời không thấu với nó không? Trời ơi.
Không thấu rồi rồi trai ơi. Mày chịu không nổi với con rồi. Trời ơi còn bò nữa. Sao nó đi giống Lucky dữ trời. Phải không? Phải Lucky không? Yêu đúng rồi. Yêu đúng rồi. Kiếm chỗ nào sạch sạch đi. Đúng rồi. Nè. Đi giống Lucky ghê thật chứ. Nó đi bằng bốn chân giống y chang Lucky thật chứ. Lucky chờ chay giới. Ở ngang không? Đó, hai đứa đây đây, hai đứa bay đây đây. Đó, thấy chưa? Cô chú thấy càng ngày có mỗi cái video là nó tự gáy ra mà. Tự nói tự đồ này kia hết trơn hết không? Vậy thấy cái cảnh đẹp nè, đó, hai đứa bay đó, hai đứa bay bò với nhau đi. À nằm luôn hả? Ừ, đúng rồi. Nằm luôn, ừ. Lucky chờ chay giới. À, con muốn đứng lên hả? Nó nghe nè, nhưng mà hồi nãy á, để mày kể cho nghe, chờ kể cho cô chú nghe nè. Hồi nãy lúc mà mình từ ở trong nhà mình mở cửa ra mình đi đó, con thấy có một cái bãi gì? Cái bãi gì ở nhà gần nhà bà Dolores? Ai? Một cái bãi gì mà màu yellow? Cái bãi màu yellow ở trong nhà gần nhà bà Dolores á. Bãi gì? Ờ, vô số mấy, ok, vô đây, cho cô chú coi, không biết có ai hốt chưa nữa, không biết. Mà không biết đứa nào làm. Chay. Đứa nào làm? Chay. Chay làm hả? Dạ. Thiệt không? Dạ. Xạo không à? Không, đi đường này ra, đi đường này nè. Đi mở cửa vô đường này nè. Đi vô nhà mình chị, đi vô đường này nè. Hả? Không, một cái bãi mà màu yellow đó, con gì? Con hỏi mẹ, ai gì? Cô làm gì chay? Đi vô đây. Okay. Vô đây coi người ta dọn chưa? Trời ơi, tự nhiên không biết cái bãi này của đứa nào á. Ngọc Lucky thì Ngọc không nghĩ cái bãi đó của nó đâu. Hề ơi, con kìa, nhìn kìa. Ai á, ai làm á? Con chó làm hả? Yeah. Chó nào? Yes. Chó nào? It's not. Đứa nào làm ta? Cái này cũng Lucky không phải Lucky đâu. Mà con chó của cái cô kia cũng phải. Mà đứa nào nó vô đây mà nó làm kiểu này ta? Yeah. Who did it, chị đi? It's a con chó. Con chó làm hả? Yeah. Rồi ai sẽ là người dọn đây? It's đóng cửa rồi mẹ ơi. Thì đóng cửa rồi, bây giờ mẹ lấy đồ mẹ dọn nha. Yeah. Mẹ quên nữa, bây giờ mẹ lấy đồ mẹ dọn nha. Chứ giờ chưa có ai thấy là mẹ là người thấy đầu tiên là mẹ phải dọn chứ đúng không? Đi vô lấy băng bao tay vô mẹ dọn. Đi vô lấy mẹ băng bao tay vô mẹ lấy cái bịch đồ này kia để mẹ dọn ha. Mommy. Sao? Mommy, it's okay. Cái gì con? Mommy, okay. Lấy cái nào? Lấy cái nào con? Con mở cửa mẹ. Hả? Con mở cửa mẹ. Mở cửa sao? Mẹ. Sao? À mở cửa đó ra đúng không? Rồi không, để mẹ lấy bao tay vô, mẹ đeo bao tay đây nè. Để mẹ đeo bao tay vô, con quay, thôi đừng quay, quên lộn cái này đâu quay chi. À đúng rồi, con lấy cái này là của nhà ai? Ờ mà tại sao con qua nhà bà đi rồi con lấy cái đó về vậy? Trời ơi, nó đi theo cô chú bên đây, nó đi lấy đồ toàn thể nhà ta mà cô chú. Nó đi qua nhà bà đi rồi, nó lấy cái này, còn đi qua nhà A Trị lấy kia. Con cỡ nó ra làm chi? Thôi bây giờ để mày lấy bao tay mày đi dọn cái đó đi trước, tính gì tính cho nó sạch sẽ đi. Mày lấy cái khăn giấy ướt nữa đi mày chùi nữa. Thôi mày lấy nha, con ngồi đó con chơi nha.